Shop Việt Điều, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video của Shop Việt Ở góc phải video này có một nút đăng ký Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký Cũng như follow, like, share video để nhận được những video mới nhất Shop Hệ Hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn Và video ngày hôm nay em xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn Chiếc âm đi Acupay E303 đẹp xuất sắc Gửi tới quý vị và các bạn Chiếc âm ly E303 có công suất ra loa rất tốt lên tới 130W trên 130W ở kênh 8 ohm và có thể chơi được trở kháng từ 4 đến 16 ohm và khi ở công suất 180W cộng 180W trên 4 ohm và đáp ứng cho quý vị và bạn rất nhiều dòng loa khó tính yêu cầu công suất thì đây là phương án lựa chọn hợp lý cho quý vị và các bạn trải nghiệm chiếc âm đi Acuwave E 303 là một chiếc âm đi uh, ở mức giá tầm trung, ở mức giá cực kỳ dễ chịu hợp lý để quý vị và bạn sở hữu một chiếc âm đi uh, có thiết kế nguyên khối mặt vàng chanh và hai vu đồng hồ. Và chiếc âm đi này có kích thước uh, để quý vị và các bạn có thể uh, quan tâm. Khi chúng ta không sử dụng vỏ gỗ bề ngang của nó là 44,5 cm, chiều cao là 16 cm và chiều sâu là 37 cm. Và khi quý vị và các bạn uh, lắp vỏ zin như em đang lắp vào chiếc âm ly này thì chiếc âm ly này có kích thước là 46,7 cm bề ngang, chiều cao là chiều cao là 18,7 cm và chiều sâu là 38,5 cm. Chiếc âm ly này có trọng lượng là 20kg Và chiếc âm ly này sử dụng nguồn điện 100V Và chúng ta có thể kết nối được rất nhiều dòng uh, tín hiệu vào bằng các đường như là tuner AUX, các đường monitor Hoặc là nó có hai chế độ uh, Đít 1 hoặc đít 2 để quý vị và bạn có thể kết nối phono một cách tuyệt vời Chiếc âm ly này hình thức tuyệt đẹp tuyển chọn tại Việt Trường Audio ngày hôm nay hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn với mức giá là 32 triệu đồng quý vị và các bạn sẽ sở hữu chiếc âm đi Acufe E303 rất đẹp đó một chiếc âm đi uh, sử dụng mặt nôm nguyên khối vàng chanh với tất cả núm nút được uh, tiện inox tuyệt đẹp luôn đó, vỏ gỗ zin và một chiếc máy hàng bãi tuyển chọn về tuyệt đẹp tuyệt mới để anh em có thể giao lưu và lựa chọn và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển và có thể trực tiếp qua số em trải nghiệm em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn